Tập 1. Bất ngờ ta vướng vào nhau. Vậy là một mùa yêu mới đã tới và Love House mùa 15 đã sẵn sàng để đón chờ những thành viên đầu tiên đến với ngôi nhà chung. Và đó là Lâm Vạn Phúc, 26 tuổi, hiện đang là quản lý nhà hàng. Về những mối tình trước thì thực sự là mình nghĩ là nguyên nhân là do chính bản thân mình. Có thể là mình chưa thực sự quá nghiêm túc trong cái việc nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó. Và bạn nghĩ sao nếu chàng trai này nói rằng số mối tình của anh chàng nhiều hơn mặt bằng chung của mọi người? Và với đặc thù công việc phải giao tiếp nhiều của mình thì chắc chắn không ít các cô gái đã bị cưa đổ bởi tài ăn nói ngon ngọt của chàng trai này. Và không chờ đợi lâu, thành viên thứ hai đã xuất hiện. Nguyễn Hữu Trung, 29 tuổi, đam mê với diễn xuất, nhưng anh còn hứng thú với võ thuật và nó đưa đẩy anh tới với nghề huấn luyện viên MMA. Tuy trông lạnh lùng, ít nói, nhưng hãy cẩn thận vì anh chàng này khá nguy hiểm. Không chỉ vì anh ấy có võ, mà bởi vì lời nói của anh ấy đôi khi tạo ra sức sát thương cực mạnh. Mẫu bạn gái lý tưởng của tôi là phải nữ tính, biết nấu ăn. Nấu ăn không ngon cũng được, nhưng phải biết nấu ăn. Thích các hoạt động thiện nguyện, thông minh và vui tính. Với thư mời trên tay, không khó để xác định đây là hai thành viên tiếp theo của ngôi nhà chung. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu chính là Đặng Thị Như, 24 tuổi, là một giáo viên tiếng Anh. Sự ngây thơ đáng yêu của cô nàng không chỉ thể hiện ở vẻ bề ngoài hay tính cách bên trong, mà còn thể hiện qua đường tình duyên. Không biết bạn có tin được không, bởi vì tới giờ cô nàng chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Tham gia Love House mùa này chắc là muốn thử yêu lắm rồi. Hầu như ai cũng thắc mắc tại sao tới giờ vẫn chưa có một mối tình nào á, thì chắc có thể là do thấy là bản thân mình không có phù hợp, hoặc là Như rất là sợ. Sợ là mình sẽ buồn, hoặc là mình sẽ khổ, mình sẽ gì đó, nên Như không dám bước tiếp cho một cái mối quan hệ. Cô gái tóc ngắn đầy cá tính này là Lưu Hoàng Lan Anh, 24 tuổi, hiện đang là tiếp viên hàng không. Đây là một cô gái vô cùng năng động, vui tươi và hoạt bát. Tuy nhiên, cảm xúc của cô nàng thường có xu hướng bị đẩy lên cao như cái cách máy bay cất cánh. Vì vậy, nếu muốn yêu Lan Anh thì phải thật tinh tế. Ê, xấu vậy hả? Lát nữa gặp đi, đằng nào cũng gặp mà. Dạ hả? Dạ một ngày ngủ. Okay. Đâu có ngại gì không? Bạn sẽ ngồi vô đây nè. Có kinh nghiệm quá ha. Bạn có kinh nghiệm mà trước sau giống gặp. Đây nè, gặp đây nè. Chào hai bạn. So với sự háo hức của Phúc thì Trung coi bộ rất điềm tĩnh. Sao hai người tới đây nhà sao? 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 Em ở ngay cách mạng 8 Nhà em là phải chạy 1 tiếng đồng hồ. Nhà bạn không? Ở quận 12. Wow, xa. Chứ anh cũng ở quận 12 à? Sao? Ừ. À, quên giới thiệu nữa, anh là Phúc. Đây là Lộc không? Anh tên là Trung. Wow. Anh là một cú lừa đó. Để anh test thử rồi, em có tỉnh táo hay không mà. Nhưng mà xem ra anh là người không tỉnh nhất ở đây. Ok, chung với Phúc không còn. Dạ rồi. Em tên là Như. Em tên là Lan Anh. Ta chào Lan Anh. Là cái tiền không? Đây, tự giới thiệu. Đây là... giới thiệu đi ông chưa biết đúng không? Bạn giới thiệu trước đi. Không, kiểu như mình giới thiệu cho nhau không? Kiểu hấp dẫn hơn. Là lạ xíu. Xin giới thiệu, anh Trung ở đây là diễn viên và huấn luyện viên MMA. Ủa sao anh làm nó vậy? Nãy giờ tụi anh mới gặp nhau. Nhau khá nhiều. Tìm hiểu nhau khá nhiều. Rồi bạn tự giới thiệu về mình đi, tôi thấy thú vị đó. Ủa sao nãy giờ Phúc giới thiệu với Trung rồi mà. Thì Trung đâu có nói Trung sẽ giới thiệu cho Phúc đâu. Wow. Phúc cứ nói về Phúc đi. Phúc thì võ lại không có rồi. Chỉ đơn giản thôi, mình kiểu quản lý nhà hàng thôi. Bình thường không có biết võ hay là diễn viên gì đâu. Anh biết võ mồm đúng không? Đúng rồi. Thì nãy giờ anh cũng ví dụ cho em rồi, không? Em có thấy mức sát thương của anh chưa?
không? Em thấy anh Toàn bị người ta sát thương lại. Để em giới thiệu, em bằng tuổi. Ủa, bằng em... tuổi 97 hả? Em đang làm giáo viên tiếng Anh. Yeah. À, không, không, không có đâu, không có đâu, không có gì là giáo viên tiếng Anh hả? Giỏi quá. Em biết anh tuổi con gì luôn. Wow, con chó phải không? Tuổi con heo. Ủa, nhớ con chó mà. 95 là tuổi con heo, 94 mới là tuổi con chó. Dạ. Rồi, chuyện hai người này cặp đôi bí ẩn nên mới hả, kiểu à, hiểu về nhau vậy đúng không? Ừ, có nhiều điểm tương đồng quá. Ví dụ đó, ngày xưa cùng ở quận 12 đó. Biết tuổi con chó đi. Hả? Ủa, lộn tuổi con heo chứ. Ủa, ai cháu biết 95 là tuổi con heo chứ còn đếm rồi. 92 là tuổi con gì bạn biết không? Em biết không? 93 tuổi già để em đoán 92 là tuổi gì. Bây giờ không biết, quan tâm về bạn người ta mới biết thôi, đúng không? Trong lúc nhóm 4 thành viên còn đang mãi nghi ngờ nhau thì 2 thành viên mới cũng đã tới. Chào anh. Vừa mới gặp thôi, nhưng anh chàng này đã ghi điểm bằng sự ga lăng của mình. Nguyễn Hữu Lộc, du học sinh Úc, vừa trở về nước và làm việc trong lĩnh vực marketing và nhiếp ảnh. Nhìn bộ dạng trông rất Nobita, nhưng Lộc lại mang trong mình sự thông minh của Đê Khi. Vậy nên, đừng vội nhìn vẻ ngây thơ, mà cho rằng anh chàng non tơ. Tuy nhỏ tuổi hơn Phúc, nhưng tình trường lại không hề thua kém. Mới 23 tuổi thôi, nhưng đã trải qua tận 6 mối tình. Thật đáng nghi ngờ khi mà hai bộ đồ của cô gái này và Trung đang mặc lại quá đồng điệu. Nguyễn Thị Anh Tuyết, 25 tuổi, đang là huấn luyện viên cá nhân. Một công việc toát lên sự năng động và mạnh mẽ trong con người cô nàng. Một bạn trai lý tưởng của mình là chắc chắn là phải cao hơn mình. Cái thứ hai nữa là phải lớn tuổi hơn mình. Cái điều ấn tượng với mình khi ở cái lần gặp gỡ đầu tiên thì chắc chắn là anh ấy sẽ mặc cái một bộ giống như là gọi thể là bộ vest chẳng hạn, thơm. Thứ ba là ít nói, trầm tính, nhưng mà cũng phải hay cười. Có thể thấy Tuyết là một con người khá chi tiết và rõ ràng. Tất cả thể hiện qua tập xác định chuẩn mực bạn trai. Vừa cao, vừa đẹp trai mà còn lạnh lùng ít nói. Có vẻ như nói về Trung, thơm hay không thì chưa biết, nhưng mặc vest là đúng gu của Tuyết chẳng trật vào đâu. Chị giới thiệu đi. Em tên Tuyết, nhưng mà nickname em đi làm thì em là tên Uri, nên mọi người ở đây hay gọi em là Uri. Ok, dạ. Anh sẽ gọi em là Tuyết. Ok, Uri. Em hiện tại đang làm huấn luyện viên cá nhân ở City Gym. Nhìn em vậy chứ em cũng thích boxing lắm. What the? Đây là... anh là huấn luyện viên MMA. Bãi bên nhau em nhé. Mọi người đăng ký tham gia chương trình lâu chưa? Mới tối qua. Mới đăng ký tối qua. Cha cha cha, nhân vật kính tiếng này có vẻ rất khả nghi đây. Thiệt. Là anh đã có kế hoạch gì rồi đúng không? Thì nếu mà anh có kế hoạch rồi thì làm sao mọi người báo tối thì sao anh thay đổi kịp được? Thay đổi hết em. Đang hao hức mà. Giờ có người yêu trong đây thì phải thay đổi thôi. Anh nói xạo quá. Mấy giây trước anh nói là anh đâu có háo hức đâu. Vậy là cái này là cặp đôi bí ẩn, là cái bạn kia kéo theo rồi. Chắc chắn rồi. Kiểu như là người yêu đăng ký. Với lại diễn viên nữa. Ông thập tử lưng danh. Hay quá. Ở đây có nhiều thập tử. Anh cẩn thận nha. Nếu mà anh là cặp đôi thì anh nên cẩn thận. Chưa bao giờ anh sợ một cái gì cả. Đang diễn. Nói thiệt mà. Biết không, diễn viên là người diễn ít nhất cuộc đời nữa. Diễn nhiều nhất là những cái người mà tưởng chừng không liên quan gì tới nghề diễn. Ví dụ như em á. Gu của mấy anh là tóc ngắn hay tóc dài? Không, cái này là hỏi thiệt. Tóc cỏ như bạn kia kìa. Lát hồi bạn nữ thứ tư đến thấy tóc hay như chị này. Thật trùng hợp khi ba cô gái trong nhà chung đều tóc ngắn đầy cá tính. Không biết cô gái còn lại sẽ như thế nào? Cô gái với mái tóc dài duy nhất trong chương trình và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất, Nguyễn Vũ Mai Hương, 21 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn thẩm mỹ. Một cô gái thông minh, mạnh mẽ và chững chạc hơn so với tuổi. Tuy sẽ rất khó để yêu, thế nhưng nếu ai đó có thể chạm được đến trái tim của cô nàng thì sẽ cảm nhận được rằng cô cũng chỉ là một cô bé dễ khóc, dễ cười, dễ yêu, dễ giận. Mẫu người lý tưởng của mình thì
chắc chắn phải cao. Điều đầu tiên là cao. Cái thứ hai có lẽ là mình thì sẽ thường thích những người là đàn ông và chững chạc hơn, thì tại vì tính cách của mình thì hơi trẻ con một chút xíu, nên mình sẽ thích những người tầm khoảng từ 10 đến 12 tuổi. Như thế, định mệnh đã mở lối cho thành viên cuối cùng. Người đạt chỉ tiêu độ tuổi của Mai Hương chính là Lê Minh Trường, 32 tuổi, hiện đang làm kinh doanh bất động sản. Với sự già đời của mình thì có thể nói anh chàng này có rất nhiều kinh nghiệm tình trường. Và anh chàng là một người có chuẩn mực riêng trong tình yêu và cuộc sống mà trước giờ khó ai có thể thay đổi. Đôi khi có thể hơi bảo thủ và mẫu người yêu lý tưởng của anh chàng sẽ nghe rất quen đi. Mẫu người yêu lý tưởng của mình trước tiên là phải cao, phải trên 1m6, tóc dài và da trắng. Phải có sự tinh túy và thông minh một xíu. Một sự trùng hợp khó tin về mẫu người yêu của cặp đôi Trường và Hương. Không biết họ sẽ chèo lái tình cảm tới đâu trong những ngày tới. Vậy là 8 thành viên Mua 15 đã có mặt đầy đủ ở ngôi nhà chung. Tối nay, Minh Trường quyết định ghé sang công ty để đón Mai Hương về nhà. Các thành viên còn lại thì lên xe hồng để đi mua sắm những nguyên liệu còn thiếu cho việc bán hàng. Và việc được bắt cặp với Như đã khiến Phúc có những ấn tượng đặc biệt với cô nàng này. Như đối với Phúc là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, đúng nghĩa. Và Như có một cái nguồn năng lượng tích cực nào đó rất là lớn, nằm gọn bên trong một cái body nhỏ nhắn xinh xắn như vậy. Thì điều đó cũng làm Phúc rất là ấn tượng. Cũng nghe em nói là trước giờ em chưa quen ai luôn mà không? Dạ đúng rồi. Nên rõ ràng trong chuyện tình cảm như là trang giấy trắng vậy. Thì... nói cho em nghe coi. Tại sao ạ? Mẫu người yêu. Câu này Hường nó kinh điển quá nhưng đúng mà rồi. Không hỏi không được. Tại vì mẫu của em chỉ cần là cao hơn em. Là em không biết em thích gì á. Đúng rồi anh. Em chỉ cần biết là người đó cao hơn em là được. Không phải là tại vì do là em chưa, em không biết là bản thân em đang muốn cái gì ở đó hết. Em không cần muốn gì hết đó. Theo anh nha, em chỉ cần gặp một người mà mang lại cho em cái cảm xúc vui vẻ, làm cho em vui là được. Rồi chuyện tới đâu hay tới đó thôi. Tại vì em thấy bạn em á, nó hay kiểu dạng bị lụy á anh. Nó xong mà em sợ là em sẽ khiến em như vậy. Như vậy em sợ là trời, em mà yêu ai xong rồi em sẽ bị như vậy thì sao. Thì em không biết là lúc em phải làm như thế nào rồi em sẽ không còn nhận ra bản thân em nữa. Nó kiểu vậy phải. Em rất là sợ cái đó. Anh không phải là nói chuyện đạo lý. Anh đừng có nói cái giọng đó nha. Anh hạ tông suốt. Anh nói chuyện bình thường mà. Dạ. Thì trong chuyện tình yêu em cứ ví đơn giản thôi, giống như là em đi mua giày đi đúng không? Không hợp thì mình đổi thôi. Đúng rồi, không hợp thì đổi. Có những đôi mà nhìn rất là đẹp luôn, mang vừa chân luôn, nhưng mà khi mình mang lên nó lại không có hợp với bộ đồ mình đang mặc. Nhưng mà lại có những đôi nhìn nó rất là bình thường không, như bao đôi khác luôn, nhưng mà nó vừa vặn chân mình. May mắn thì nó hợp với bộ đồ của mình, thì đôi đó là đôi mà em muốn mua. Chứ không phải là những đôi mà đắt giá hơn hay là đẹp hơn. Phải thử đúng không anh? Đúng rồi, em đừng có ngại, em phải thử đúng không? Với lại cái môi trường của em nó đâu có nam đâu, nó đâu có con trai đâu. Em ít tiếp xúc lắm. Ừ thì cũng phải chịu khó. Đi giao tiếp xã hội nhiều hơn. Vậy chơi nhiều hơn. Thì mình không đi thì làm sao có cơ hội mở ra cho mình. Em có đi chơi mà anh. Nhưng mà em đi chơi với ai không? Em đi chơi với con gái. Đi chơi với con gái thì mở ra cơ hội gì à? Mở ra cơ hội ngắm gái xinh. Ủa vậy chứ anh sao? Anh bao nhiêu mối tình à? Chắc anh nhiều lắm. Anh 95 rồi mà. Nói chung là bản thân anh nha, anh cảm thấy anh không phải là một người nghiêm túc. Có những khi kiểu như cảm xúc mình nó dâng trào không? Nó đạt được tới cái mức nào đó là tất cả mọi hành động của mình quan tâm tới người khác là tự phát hết, chứ không phải là mình giả vờ quan tâm người đó. Nhưng mà cho tới khi mà tình cảm không còn nữa thì mọi thứ nó trở nên nó gượng gạo. Thì cái lý do để tiếp tục cái mối quan hệ đó anh nghĩ cũng không đáng. Chia tay thì buồn, ai chả buồn. Nhưng mà có những thứ thì nó cũng phải kết thúc không để nó mở ra một cái khởi đầu mới. Trong 4 cái bạn nam á thì hả,
cái người mà gần giống với cái mẫu hình lý tưởng nhất của mình á thì là anh Phúc và anh Lộc, tại vì theo cái phong cách ăn mặc với cái cách dạng nói chuyện biết dừng đúng lúc. Lý do mà mình ấn tượng với bạn Phúc nhất á thì tại vì cái khúc mới đầu vô á, anh Phúc á ảnh nói nhiều hơn, ảnh nói nhiều hơn với ảnh làm cho mọi người đỡ cảm thấy bối rối với lại kiểu dạng dễ thương. Sao ơi, tự nhiên là cái gì mà cái gì đó lại đưa anh qua con đường làm huấn luyện viên và thích thì làm thôi hả? Tại vì thầy bói nói là làm huấn luyện viên đi, kiểu đời con sẽ gặp một người cũng là huấn luyện viên như con. Thế mà sao bận ế thế giờ mà vẫn sao bữa nay gặp em biết em là cùng là huấn luyện viên với anh, muốn bỏ nghề luôn. Em là một người làm nghề có tâm lắm anh. Mai sau anh sẽ đứng ở đây hát cho cô gái của anh nghe đây. Chắc là em không có diễn phúc đó để đúng em rồi nghe. đúng rồi thì bởi vậy em biết em mới nói đó. Không ai mà đi mà nắm cùi cỏ người ta hết. Quen rồi hả? Nắm chai là cái chỗ nào bự nhất là nắm vậy đó hả? Ở trên thì là bự nhất thì nắm, thì là cái tay bự nhất rồi chứ không lẽ giờ nắm đầu thì cũng kỳ đúng không? Anh này cứ bắt em nói những cái câu mà để người khác hiểu lầm không à. Em có bóp để giùm cái. Ủa anh không có túi hả? Anh muốn em giúp đỡ anh được không? Ok. Sâu sắc quá. Em không có xét sắc. Trời ơi. Đó, thế là đàn ông nè, thấy không? Rất là bình cảm thường mà. Mấy cái hành động đó nó nhỏ nhỏ nó không lạ gì đâu. Mai mốt em yêu em để ý những cái khác kìa. Thôi mới đầu vậy thôi anh ơi. Đúng rồi. Có mấy câu anh rất là thích đó. Tình yêu khi gặp sóng gió đó mới là lúc tình yêu bắt đầu. Mà chưa kịp sóng gió chia tay rồi. Buồn ha. Tuyết là một người cô gái có một ngoại hình đẹp, một nụ cười tươi, sống sâu sắc, nhưng hình như đang có một cái nỗi niềm riêng gì đó mà tạm thời chưa nhìn thấy. Có những khoảnh khắc nào đó bạn ấy bỗng trầm tư, có những khoảnh khắc nào đó thoáng qua thôi thấy bạn ấy có vẻ như là đang cô đơn. Tôi đoán là đang có một cái vấn đề gì đó, có thể là những cái mối tình trước đó trước khi vào chương trình đi, có thể là mới chia tay này kia, thì có thể làm cho bạn ấy có một chút cảm xúc. Nhưng mà có thể là buổi gặp đầu tiên thì bạn ấy chưa tiện để trải lòng mình, thì có thể là sau này đi, còn mình còn những ngày cùng nhau trong ngôi nhà chung nữa, thì hy vọng là bạn ấy sẽ mở lời, sẽ tâm sự nhiều hơn để mọi người hiểu bạn ấy hơn.